Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi chiều ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022. Bây giờ là 14 giờ. Thời tiết Sài Gòn đang chuẩn bị sắp đổ mưa rồi. Và hiện tại thì có những giọt mưa rải rác ở tại khu vực chợ Bến Thành. Phía trước màn ảnh của chúng ta là bùng binh Quách Thị Trang. Ngày hôm nay Tường Vũ Channel lại tiếp tục cập nhật tình hình tiến độ mới nhất dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn ngắm bùng binh Quách Thị Trang đang dần dần hé lộ, cũng như là cập nhật hình ảnh mới nhất của giếng trời, hay còn gọi là cửa lấy ánh sáng của nhà ga Metro Bến Thành. Đây là tòa nhà One Central Sài Gòn, dự án đẳng cấp luôn các bạn. Nhà ga Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị thành phố do tập đoàn của Nhật Bản tại Việt Nam đã đi thị sát công trường ga Bến Thành thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trước đây, vào đầu tháng 6 năm 2022. Bùng binh Quách Thị Trang đang dần dần lộ diện những dáng dấp ngày xưa. Tuy nhiên thì bùng binh hiện nay theo như bản thiết kế mô phỏng demo thì nó nhỏ hơn diện tích bùng binh ngày xưa rất nhiều. Bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta là cửa chính chợ Bến Thành. Khu vực này là người ta không có cho dừng xe máy, cho nên mình tranh thủ cập nhật một vài phút ở tại vị trí này để cho cô chú anh chị và các bạn quan tâm đến dự án Metro Bến Thành Suối Tiên này được nhìn thấy rõ nét hơn. Hình dáng bùng binh Quách Thị Trang thì nó nhỏ hơn nhiều, bởi vì phải dành diện tích xung quanh để cho dự án Metro Bến Thành Suối Tiên. Vài phút ở đây Tường Vũ Channel sẽ cập nhật cận cảnh và rõ nhất ở cửa lấy ánh sáng nhà ga Metro. Đối với cửa lấy ánh sáng nhà ga Metro Bến Thành Suối Tiên được thiết kế dạng hình tròn, có chiều cao là 6m và đường kính là 21,6m. Công trình này phía bên ngoài được bao phủ bởi những tấm tôn cũng như là rào chắn, và có các nhân viên bảo vệ trực không có cho mình bước vào bên trong các bạn. Cho nên mình chỉ đứng ở bên ngoài và cố gắng để ghi cái hình ảnh gần nhất và rõ nhất để chuyển tải đến cho quý vị và các bạn quan tâm tới dự án này. Cái khu vực mà có cái cồn cát nhô nhô lên đó các bạn, đó sẽ là bùng binh Quách Thị Trang. Tuy nhiên thì Tường Vũ Channel quan sát trực tiếp bằng mắt thường thấy nó cũng nhỏ chứ không phải là lớn lắm đâu. Để xem thử là sau khi hoàn thành thì cái bùng binh này nó sẽ như thế nào. Phải nói đối với giếng trời hay là cửa lấy ánh sáng của Metro Bến Thành Suối Tiên được xem là điểm nhấn của ga Bến Thành, nhà ga trung tâm. Sau khi mà mặt bằng phía trên được tái lập thành công viên thì từ ở trên chúng ta sẽ nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy được cái nhà ga ngầm ở phía bên dưới được lắp bằng kính trong suốt luôn. Theo thiết kế là như vậy các bạn. Sài Gòn One Central, One Central, quận 1 Sài Gòn. Chưa biết cái dự án đẳng cấp siêu sang ở tại quận 1 này đến khi nào mới được hoàn thành, bởi vì hiện nay thì cũng đã lộ rõ cái hình dáng của tòa nhà One Central rồi. Phía xa xa phía trước mà anh chúng ta là cái cửa giếng trời đó các bạn. Chốc nữa mình sẽ đi vòng bên đường Trần Hưng Đạo mới cập nhật rõ, còn cái vị trí này nó hơi xa cho nên mình không có lấy được, không có rõ được. Khu vực nhà ga trung tâm mà chúng ta đang thấy ở đây á, là có nhiều tầng hầm, và tầng hầm B1 á, là điểm nhấn của nhà ga.
đây các bạn, hình ảnh rõ nhất của cái bùng binh này đó, bùng binh Quách Thị Trang đó các bạn. Sau này sẽ tái lập lại và dựng lại cái tượng Trần Nguyên Hãn. Và như chúng ta biết thì nhà ga ngầm được thiết kế với chiều dài là 236m và rộng 60m, độ sâu là khoảng 32m, và ở đây sẽ gồm 4 tầng bao gồm các khu vực như là phòng phục vụ vận hành của nhà ga, như là sảnh chờ, rồi sảnh thu phí, rồi ga lên xuống, văn phòng nhà ga cũng như là phòng nghỉ của nhân viên. Thì phía trước màn ảnh của chúng ta sẽ là trung tâm điều hành chính của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, là tuyến metro số 1, còn tuyến metro số 2 là Bến Thành Tham Lương. Cũng như theo như ban quản lý đường sắt đô thị thành phố là chủ đầu tư của dự án này, dự án metro số 1 hiện tại cũng đang tiến độ cũng trên 90% rồi, 90 mấy% rồi. Theo như dự kiến sẽ đưa vào vận hành toàn tuyến là vào đầu năm 2024. Còn mặt bằng ở đường Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi sẽ hoàn trả trước ngày 2 tháng 9 năm 2022. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có 14 ga, trong đó 11 ga trên cao và 3 ga ngầm các bạn. 3 ga ngầm đoạn từ ga Bến Thành cho đến ga Ba Son. Hy vọng với cái tiến độ như hiện nay thì không biết là có hoàn thành kịp để trả lại cái mặt đường Lê Lợi vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 hay không. Bây giờ mình sẽ lấy cận nét ở cái cửa giếng trời để cập nhật đến cho quý vị và các bạn được xem nha. Đây là mình đứng bên đường Trần Hưng Đạo đó. Trời đang mưa cho nên lúc quay xong cái mưa lớn rồi lại tắt máy, rồi bắt đầu lại chạy đi qua bên phía cái trú mưa sau lại quay trở lại. Đó, mình sẽ zoom lại. Nên mình quay bằng điện thoại mình zoom lại thì nó mới thấy rõ được. Đó, đã lộ diện cái khung sắt rồi đó các bạn. Khung sắt hay khung nhôm đây không biết, chắc là sắt đó. Tại mình không có vào trực tiếp mình biết được cái chi tiết của nó như thế nào, mình đứng từ xa thôi. Khu vực nhà ga trung tâm Bến Thành hiện đã hoàn thành trên 80% rồi. Và đây là nhà ga chung của 4 tuyến metro luôn. Metro số 1, metro số 2 Bến Thành Tham Lương, metro số 3 là Bến Thành với lại bến xe miền Tây. Rồi metro số 4 là Thạnh Xuân, khu công nghiệp Hiệp Phước đó các bạn. Đó, đây là hình dáng cận nét nhất. Giếng trời các bạn, gọi là giếng trời hay là cửa lấy ánh sáng của nhà ga trung tâm. Đây là những hình ảnh được từ Vũ Channel cập nhật mới nhất vào buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 2022. Và phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là tòa nhà One Central quận 1 Sài Gòn. Phải nói vị trí của tòa nhà One Central Sài Gòn này gồm 4 mặt tiền đường luôn. Đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Canh Mét, đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính. Ở đây là trực thuộc phường Nguyễn Thái Bình quận 1 Sài Gòn các bạn. Chủ đầu tư là tập đoàn Mastery Homes. Tổng diện tích của tòa nhà One Central Sài Gòn này khoảng 8.600m². Tòa nhà này theo như dự kiến là hai tòa tháp cao 48 đến 55 tầng được kết nối với nhau bằng một khối đế có 6 tầng hầm. Đây là một trong những loại hình căn hộ hạng sang, bao gồm cả văn phòng thương mại dịch vụ, khách sạn tiêu chuẩn 6 sao luôn các bạn. Đây là hình ảnh mới nhất và cận nét nhất nè. Phải đứng ở trong cái mái che mới quay được, phía ngoài trời đang mưa các bạn. Sở hữu những căn hộ ở đây là đối với người Việt Nam là sở hữu lâu dài. Còn đối với người nước ngoài muốn sở hữu căn hộ ở đây thì sở hữu theo pháp luật của Việt Nam quy định là 50 năm.
phải nói nằm trên một cái trục đường vàng của trung tâm Sài Gòn, cho nên One Central Sài Gòn được ví như là một tọa độ kim cương. Thời tiết tại Sài Gòn có những cơn mưa không phải là quá lớn, tuy nhiên đường xá cũng rất là ướt luôn các bạn. Mình đang trú mưa ở phía mặt trước của cổng chợ Bến Thành. Bùng binh Quách Thị Trang đang trong giai đoạn hoàn thiện, cho nên là phải rào chắn các cái mái tôn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như là an toàn công trình ở phía bên trong luôn. Phải nói là người dân Sài Gòn đang rất là háo hức chờ đợi nhà ga Metro số 1 được thiết kế 4 tầng hầm với độ sâu là 21 mét ngầm ở dưới lòng đất. Và nhà ga Metro số 1 ngầm này sẽ kéo dài ở phía dưới trục đường Lê Lợi cho đến nhà hát thành phố luôn các bạn. Từ Bến Thành cho đến nhà hát thành phố. Đây là một khu dự án, khu giải trí mua sắm ở dưới lòng đất quy mô rất là lớn, phải nói là lớn nhất ở tại Việt Nam, nên là cực kỳ ấn tượng, cho nên mọi người chúng ta đang rất là mong chờ dự án nó sẽ hoàn thành sớm. Khi mà tất cả dự án Metro ở trên trục đường chính này hoàn thành thì tòa nhà One Central Sài Gòn này sẽ là điểm hút, phải nói cực kỳ sang trọng, tại vì nó nằm ngay cái vị trí phải nói là quá đẹp. Hy vọng vào năm 2024 thì sau khi tuyến Metro Bến Thành và Suối Tiên được vận hành kết hợp với các cái tòa nhà, đặc biệt là căn hộ One Central Sài Gòn này sẽ được hoàn thành luôn, thì từ đó sẽ tạo nên một cái diện mạo mới đầy hấp dẫn và hiện đại cho trung tâm Sài Gòn. Phải nói cái điểm nhấn của nhà ga Bến Thành là cửa lấy ánh sáng được thiết kế một cái dạng hình tròn các bạn. Lúc nãy mình có zoom lại đó thì cái bản thiết kế của nó là hình tròn, và khu vực này sẽ là thành công viên. Sau khi mặt bằng phía trên đã được tái lập thì nó thành công viên rất là đẹp luôn. Chúng ta đứng ở phía trên nhìn thấu suốt xuống phía dưới luôn các bạn. Do thời tiết mưa nên lúc nãy giờ mình cứ chạy lung tung rồi đó, cứ đang đứng khoan chút cái mưa phải chạy đi. Ở đây là mình đang đứng trên đại lộ Lê Lợi, chỗ ngã tư đường Baxter và đường Lê Lợi các bạn. Vừa tạnh mưa xong thì anh em công nhân cũng đang tiến hành gấp rút để trang trí các cái bồn trồng hoa ở giữa đại lộ Lê Lợi. Chưa biết là người ta sẽ trồng những loại hoa gì. Có thể nói rằng là đoạn đại lộ Lê Lợi này sẽ là đẹp nhất ở tại trung tâm Sài Gòn, đẹp hơn bên phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn các bạn. Tòa nhà Takashimaya, nhà ga trung tâm Bến Thành sẽ có 7 lối lên xuống và sẽ được thiết kế phù hợp với cảnh quan kiến trúc xung quanh luôn. Giờ mình sẽ đi cập nhật cận nét ở những cái hình ảnh tại đại lộ Lê Lợi này trong ngày hôm nay xem thử như thế nào ha. Ngày hôm nay công nhân làm việc đông đúc hơn rồi đó, đang tăng tốc để mà thiết kế cái bồn hoa cho nó đẹp.
Cái quan trọng là vào những đêm cuối tuần thì nhiều bạn trẻ đến đây để mà ngồi chơi uống nước, rồi bên cạnh đó thì xuất hiện những anh chị bán hàng rong di động đó, bán nước, bán mực nướng, rồi bán các đồ ăn vặt như cá viên chiên rồi rồi bỏ các cái hộp giấy, mà tuy nhiên sau khi ăn xong thì mình thấy nhiều bạn chưa có ý thức gom rác. Mặc dù chưa có cái thùng rác lớn, tuy nhiên sau khi chúng ta ăn xong thì mình cứ gói lại trong cái túi ni lông rồi mình móc trên xe máy của mình đó. Trên đường đi về có thùng rác nào mình bỏ vô thôi. Vừa văn minh lịch sự vừa sạch sẽ đường phố nữa. Chứ còn khi chúng ta ăn xong chúng ta cầm cái ly uống rồi cầm cái hộp đựng ăn xong người ta dục xuống đường thì nhìn nó cũng làm giảm cái giá trị của con người chúng ta xuống. Buổi tối đêm cuối tuần các bạn trẻ ngồi ở trên đại lộ Lê Lợi này rất là đông luôn, và mình đi mình thấy rác dục dưới cũng quá trời. Không hiểu sao mấy bạn trẻ ăn uống xong ngồi đó để luôn như đó vậy. Thì quan trọng là ý thức của các bạn khi mà chúng ta cầm rác ở trên tay mà chúng ta dục xuống đường, cảm thấy nó ngại ngùng, nó ngượng ngùng á, thì khi đó chúng ta mới có thể giữ được vệ sinh công cộng được. Chứ còn thản nhiên ăn xong vứt xuống đó thì thoải mái vô tư như vậy thì đúng là không 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 được rồi. Mặt đường Lê Lợi đoạn từ Ba Tơ đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn chưa có thông xe, chắc là chờ hoàn thành luôn cho đến ngày 2 tháng 9 sẽ thông xe luôn các bạn. Bây giờ là tháng 7 rồi. Theo như mình quan sát thì với cái tiến độ này chắc chắn sẽ kịp trả mặt bằng đại lộ Lê Lợi trước ngày 2 tháng 9 năm nay rồi đó. Đoạn bên phía hướng về chợ Bến Thành thì đang san lấp mặt bằng rồi, các công trình cống thoát nước đang bắt đầu làm, đường dây điện cũng đã kéo xong rồi, bây giờ chỉ cần lu rồi san lấp mặt bằng, bắt đầu trải thảm nhựa thôi. Hy vọng là thời tiết không có mưa thì anh em công nhân sẽ làm việc nhanh hơn. Dự án công ty Metro số 1 cũng đã bị gián đoạn một thời gian do hết tiền. Lúc nãy mình có thấy treo cái băng rôn thật là to ở bên trong gần cái chỗ cửa lấy ánh sáng các bạn. Cái dán cái băng rôn rất là to luôn. Thiếu nguồn kinh kinh phí hay sao đó. Cho nên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 lâm vào cảnh hết sức là khó khăn khi mà các cái giai đoạn hoàn thành nó hơi bị chậm lại. Ngày hôm nay thì thấy du khách bắt đầu đi bộ, có khách nước ngoài luôn các bạn, đi bộ ở các cái trục đường như đại lộ Lê Lợi rồi Lê Thánh Tôn, và đặc biệt là ở bên trong chợ Bến Thành thì thấy có nhiều du khách đến tham quan rất là đông luôn. Cái giếng trời nằm ngay chỗ phía trước chợ Bến Thành đó nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là nơi mà cung cấp ánh sáng cho nhà ga ngầm ở phía dưới các bạn, ở dưới lòng đất đó. Đó là điểm mà cung cấp ánh sáng từ tự nhiên đó các bạn.
Mình cũng đang rất là muốn tò mò để mà được đi xuống ở dưới các cái tầng ngầm ở dưới đây để mình xem thử coi như là hệ thống bơm nước cũng như là bồn trữ nước sạch của nhà ga là như thế nào, cũng như là các cái công trình đường sắt rồi làm sao. Nhưng mà rất tiếc là hiện nay chưa có cho khách xuống tham quan, bởi vì dự án còn đang ngổn ngang, còn nhiều hạng mục phải làm lắm, cho nên chưa thể nào mà hoàn thành được. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có tổng chiều dài là gần 20 cây số các bạn. Khoảng 19,7 km. Trong đó là bao gồm 2,6 km đi ngầm và khoảng 17 km đi trên cao. Trong đó bao gồm là 14 nhà ga thì có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao chạy thẳng tới depot Long Bình của quận 9 luôn. Đây là những hình ảnh mới nhất mà mình cập nhật để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn ha. Và như vậy những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.